đất vườn mùa hoàng sai cây trái có thuốc hay ăn đông đức tao lo lâu dài. Nhập khẩu sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật còn lại là đức quà công an âm hành được dùng quý nhất. Chỉ là không biết đi cấy thôi, cấy một cái lui gì nè, nó cấy không nổi, không biết cấy. Nhưng mà về kỹ thuật thì Thủy cũng đã làm vào trong cái lĩnh vực này nhiều năm, và thầy với Thủy là tiến sĩ Hồ Chiến, chuyên gia hàng đầu bảo vệ thực vật, và thầy có 16 năm làm giám đốc trung tâm bảo vệ thực vật trung ương và đóng quân tại Long Định, Tiền Giang là cái nam của mình đó, thì thầy là thầy trực tiếp của Bích Thủy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một chương trình, thì Bích Thủy sẽ được đại diện công ty giới thiệu quý vị những cái sản phẩm của công ty. Thì chúng ta trồng cây gì cũng vậy, đầu tiên thì chúng ta phải quan tâm đến cái vấn đề diệt cỏ. Thì những cái loại thuốc trừ cỏ mà quý vị xài hiện nay có thể là quý vị chưa biết một số cái tính năng đặc biệt của sản phẩm. Giờ Bích Thủy sẽ được giới thiệu gốc thuốc glyphosate thay thế cho glyphosate trước đây, là một loại thuốc trừ cỏ khai quang với hai tác động. Tác động thứ nhất là qua lá, trước kia là chúng ta phun vô cái lá cỏ nó tụ thì cái lá nó hút vô thì nó cũng bị chết, nhưng mà cái lượng nước dư nó rụng xuống đất đó thì cái rễ hút lên, cái rễ hút lên đầu nó sẽ là cái rễ hút lên thì nó sẽ là lưu dẫn trong cây, nên chúng ta thấy cái tên cỏ lưu dẫn, và nó hút từ dưới rễ lên, do đó là nó chết tận gốc luôn. Thì bác sĩ có những cái câu siêu lên về để chúng ta biết được tính năng của sản phẩm, và nó có là 150 SP, SL và 200 SL tùy theo cái hàm lượng của quý vị lựa chọn. Thưa quý vị, thì sản phẩm này sau đây Bích Thủy xin được mời ca sĩ Bích Vương ở đối diện một điểm lý Bắc Sơn Trà rất là dễ thương.
đây là tân thuốc, thuốc chuyên dùng diệt cỏ dài khai quang, diệt cỏ tận gốc luôn nè. Glus là tên hàng thuốc cỏ An Đông, hoạt chất là tân glyphosinat à nghe, nhớ không xịt lên cây trồng, diệt cỏ thật nhanh chất lượng cao, nhớ không xịt lên cây trồng bởi vì là thuốc cỏ khai hoang, nhớ không các bạn? Có khi quên là nha, bác sĩ vừa đi xử lý nè, nói là đừng có xịt gần cây trồng bởi vì cái thuốc này nó rụng nước xuống đất nó ngược trở lên. Vậy mà nó có một cái bạn đó là canh tác cây chuối, thì các bạn biết thân chuối nó có cái củ chuối nó nằm dưới đó, phun gần gốc cây chuối, trời ơi báo hại với tụi con chết hết trơn. Cái đầu bắt đền công ty, rồi công ty lên cứu lại, thì mình dùng cái bo kẽm mà mình cứu lại cũng chết một phần. Thì bác Thủy mới nói đó là tính năng của nó là cái gì, qua lá rồi qua rễ, thì cái rễ của nó hút nước thì chúng ta mới phải cắt xa cây trồng nha. Ví dụ như bác Thủy hướng dẫn mình nói là cắt cả thước hai thước mới được. Khi mà chúng ta cầm một ly nước, chúng ta chế xuống cái đất chỗ đó, chúng ta thấy cái độ loang của cái ly nước mà nó khi mà nước tiếp xúc đó loang bao nhiêu xa, thì sau này cái thuốc mình phun xuống nó cũng loang vậy đó. Tùy theo cái kết cấu của cái đất nha, kết cấu của thổ nhưỡng á, khi mà đất xốp thì cái độ loang nó sẽ rộng hơn, mà đất bị chai đầy thì nó tụt luôn, nó không có loang tụt tốt luôn. Còn nếu như mà đất mà bị chặt quá thì cái độ loang của nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà tôi hướng dẫn cái gì là vậy nè, đối với cây để chùm á, để chùm là cái rễ mà nó bỏ ra đó, thì cái tàn nó tới đâu cái rễ nó tới đó đó, còn rễ cọc thì nó sâu xuống ha. Nên chúng ta phải lưu ý là một lá mầm là để cọc, hai lá mầm là để chùm nha. Thì chúng ta lưu ý như vậy nè quý vị ơi, cắt 2 mét đi ha. Thì bây giờ từ cái thân ra tới 2 mét mình xài thuốc gì cũng có thuốc trừ cỏ nữa, cũng khai quang luôn, đó là gốc đi quá. Bởi vì chúng ta phải nhớ kỹ những cái tính năng của nó nha, chứ gốc đi quá. Ủa sao còn người yêu xin ác anh Dũng ơi, anh Dũng ngủ gục đó anh Dũng. Trời ơi, nói đi quát nhìn lại còn người yêu xin. Rồi bây giờ cái đi quát của có hai kênh, quả trái và đi ra quát. Thì chúng ta thấy, chúng ta nhớ đọc cái gốc nha. Dũng ơi, cái mũi tên đây, cái gốc đi quát. Này, chúng ta nhớ cái tên hoạt chất nha. Chỉ nếu chúng ta không nhớ cái tên hoạt chất, chúng ta chỉ nhớ tên thương mại thì chúng ta sẽ bị sai á. Ví dụ như hồng hoa nha, chúng ta đọc hồng tên bông tên hoa thì nhiều người đọc được, nhưng mà nguyên cái tên trương hồng hoa chương nghĩ hoa chứ không thấy, có chỉ là cái khai xanh của mình. Thì cái gốc thuốc cũng vậy á, tuy quá cũng có nhiều tên thương mại lắm nhưng ta vẫn nhớ cái gốc thuốc. Thì cái loại này nó chỉ qua lá rồi, nó sẽ diệt hết tất cả diệp lục tố của thực vật, tức là màu xanh của cây trồng cũng như cây cỏ. Thì chúng ta phun trực tiếp lên cỏ, không phun xuống cây trồng, lượng nước dư đó xuống đất bị phân hủy ngay, nên không có hại cho cây trồng của mình. Chúng ta lưu ý nha, khi chúng ta phun xịt thì cái khoảng cách của người đi phun xịt là 2 mét, thì khoảng cách của đi quát này không có tính, mà chúng ta chỉ tính là đừng có phun lên màu xanh thôi. Nó sẽ tiêu diệt diệp lục tố của cây trồng. Diệp lục tố là gì? Diệp tố là màu xanh trong cái lá cây của mình, để cộng hưởng với lại, để tương tác với lại ánh sáng mặt trời, tạo ra thành cái enzyme nuôi cây, tạo ra thành cái protein để nuôi cây. Thì bây giờ nó hưởng cái gì? Thì cái cây sẽ bị chết đói và bị rụi đi. Đó là hai loại thuốc trừ cỏ. Ở đây chúng ta trồng rau màu, có trồng lúa không các cô chú ơi? Anh chị có trồng lúa không ạ? Đó. Thôi bây giờ trồng lúa thì nó nhanh nha. Thuốc trừ cỏ cho cây lúa. Đây, đây là Regilaclor và Tenorin. Thì chúng ta biết Regilaclor là diệt cỏ, Tenorin bảo vệ cây lúa. Tenorin không có kiểm định và Regilaclor mới kiểm định. Tenorin 100g trên lít trong cái công thức này. Nhưng nếu chúng ta hạ cái nồng độ Tenorin xuống thì diệt cỏ vẫn bình thường, nhưng cây lúa mình sẽ bị đỏ đuôi ha. Hoặc là chúng ta sẽ thấy là thời tiết bất lợi thì nó cũng sẽ làm bị ảnh hưởng đến cây lúa. Và cái Tenorin mắc gấp 3 lần cái thuốc diệt cỏ. Nên chúng ta chỉ cần hạ xuống hàm lượng chúng coi là giá rẻ. Vì vậy chúng ta không nên tìm thuốc rẻ để mua, mà chúng ta tìm những thuốc mà đã tồn tại trên thị trường lâu năm, được có uy tín rồi để chúng ta mua nha. Và sản phẩm này bắt đầu nằm có mặt trên thị trường 25 năm với cái gốc thuốc là Regilaclor, xử lý từ 0 đến 5 ngày sau xạ. Chúng ta nhớ là đất phẳng và độ ẩm rất là quan trọng để cho thuốc có thể phát huy hiệu lực. Rồi bây giờ nếu như chúng ta xài tiền nảy mầm này rồi mà nó vẫn còn có sót thì chúng ta xài cái gì? Chúng ta sẽ xài một thuốc rất là đặc biệt, đó là siêu cỏ gồm 4 gốc thuốc.
và Bích Thủy xin được nói từng tên từng góc phố nha. Đầu tiên là xem có thông tin chính là Liên Trơ chị Võ Cám, rồi ở dưới là Pia Sungrong chị Võ Lá Rộng ha, Võ Lá Rộng ha. Pia Sungrong có một tên rất là nổi tiếng là gì qua đây nữa, Sinhút ha. Và tiếp theo Eko Sungrong, Eko Sungrong thì chị Võ Cối Lá Rộng. Nhưng mà sao Bích Thủy thấy cái loại này nó mới bán ngoài Hà Nội đúng không ạ? Có nhân nhỏ gì bán hàng ở Việt Nam mà thích xài lắm, không hiểu tại sao. Và bây giờ còn một loại cỏ nữa là Queen Grass, là cỏ lồng vật với tên là pha sen. Nếu mà ruộng mình có cỏ lồng vật với lồng vật không, chúng ta mới đơn chất, tại vì là hợp chất thì chúng ta cũng mắc hơn. Và khi mà đã không phân biệt thì mình không quay cỏ gì hết thì phải xài hợp chất nha. Và chúng ta chỉ có một thời gian rất ngắn để sử dụng cái này, từ 7 đến 15 ngày thôi, tức là chỉ có một tuần để sau khi chúng ta xài cái thuốc tiền để mầm nó còn sót cỏ. Nhưng mà chúng ta phải lưu ý 7-15 ngày là thời gian mình có thể xài được. Nhưng trước khi xài chúng ta lưu ý xem cái cỏ mình từ 3-5 lá thì cái nhiệt tốt còn lớn hơn thì hiệu lực nó sẽ kém đi. Đó là hai lần thuốc trừ cỏ cho một lúa mà cái chị hướng dẫn cho chị ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước qua thuốc trừ sâu nha. Trồng rau màu chúng ta sợ ăn sâu là sâu tơ, sâu tơ nè, sâu bao nè, sâu ăn lá nè, sâu xanh da lá nè. Trồng lúa mình sợ không những lá phù hợp thân đúng không? Tất cả mấy con sâu đó có thể chị rất là đơn giản, chúng ta căn đúng thời điểm chị từ tuổi 1 đến tuổi 3 chúng ta phun để chết liền, đừng có để nó cuốn vô lá hay là nó vô trong thân thì không có được. Và sản phẩm mới thì giới thiệu gì là sản phẩm hot nhất, sâu xanh sâu lá sâu tơ rồi lại sâu keo, tôi đây đã dùng hot nhất bỏ sâu tiêu đời. Hàng hot nhất nhất luôn tự hào là hàng tốt mới đó nhé. Xa gần nghe tiếng dùng thơ, con sâu nào nó cũng tiêu. Thật ra thì cái gì biết không, con sâu cũng dễ gì lắm, nhưng chúng ta phải xịt đúng lúc đúng cách. Thì đối với sản phẩm này là để chỉ chỉnh cái gì, bởi vì con sâu này với chị vừa dùng cái viên thiên để diệt sâu mà đi lên rau dùng để ôm trứng. Một con sâu chỉ làm đầu người chăn thôi, nhưng mà một con sâu không thể phá được hết cái vườn rau của mình, chúng ta biết cách xử lý. Chúng ta chỉ con sâu mẹ, nhưng mà sâu con chúng ta không ôm cái trứng đó. Con sâu con này mới là tác nhân gây hại nhiều và có thể thành dịch khi mà một con sâu đẻ ra 100 trứng. Chúng ta ôm trứng luôn bằng cái gốc Influenzurum. Thì cái này nó đi diệt sâu thôi, nhưng bởi vì có một loại thuốc vừa sâu, vừa rầy, vừa nhọn luôn. Sản phẩm được mang tên Bixen. Ta đi mua Bixen dùng ngay, thuốc trị sâu chết ngay con rầy. Có ăn đồng tập đoàn văn tiêu, hàng tốt chỉ dần dày sâu ăn chay. Dùng Bixen cho ruộng lúa hoàng bông, cây trồng nặng hoàng bích xanh của An Long ruộng vừa mỗi thu. Thiệt không đó? Thiệt luôn, tin luôn. Này nói luôn đi. Thôi nói đi. Cái thứ gì? Chúng ta thấy bích xanh là hai gốc tư đen ráo và bên viên rồi là hai gốc mới. Tập đoàn An Long là công ty tư nhân nhưng mà là cũng là một trong những người đưa vào trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam được phép sử dụng trên toàn quốc. Những cái gốc mới nhiều lắm. Gốc mới chúng ta thấy là có cái gì hay. Gốc mới là thường WHO họ yêu cầu những cái gốc mới được công nhận thì là phải ít độc với con người và cũng như với môi trường. Thì sau này cái việc tìm gốc mới nhiều lắm để đưa vào trong cái việc sử dụng, nên bà con chúng ta nhớ chịu khó học cái hoạt chất đi để chúng ta sẽ mua làm thuốc nha. Rồi bây giờ sản phẩm này nó thể hiện được tất cả các con sâu gì, cái sự cộng hưởng của nó rất là lớn, phổ tác của nó rất là rộng. Nhưng mà khi mà con sâu là bộ sâu bọ thì không nói rồi, nhưng mà bây giờ bộ côn trùng tức là con nhện và con rầy nó là bộ sâu bọ, bởi vì là cái chân nó là chân đốt, nó rất là dễ bị đờn thuốc. Nên khi mà nó lớn lên thì chúng ta phải sử dụng thuốc đặc trị, và đặc trị con nhện đỏ trên cây ăn trái, con nhện dế trên cây lúa và con nhện trắng và một số con nhện khác trên cây rau màu. Chúng ta sử dụng cái siêu chế và siêu nhện ca siêu nhện ca lượng ca siêu nhện rồi ca đi nha. Con nhện làm cho ruộng vườn thất thu, có nêu thăm cứu tế
đừng có lo gì, luôn nhớ về An Nông, cũng đừng bỏ quên đi, hãy giữ tính siêu nhện. Chỉ một lần xài thôi, mãi mãi tìm tiêu tâm là con số tâm quên á. Quên lộn. Xin lỗi quý vị nha, anh Khánh Tuấn á là một nghệ sĩ nổi tiếng, nên là các đại nhạc hội cái nơi mà tổ chức những cái gọi là cái chương trình lô tô rồi đại nhạc hội á, là mời anh Tuấn như lắm quý vị, mà chị thấy hình không? Chào bạn, không hát lô tô này đâu, để chị hát cho chị nghe câu nha. Tuấn ơi, ra hát câu đi, hát câu thôi nha. Quý vị ơi, vừa nó hát ra một số gì nó kinh cái cho đi vô nha. Hát trường cổ rồi. Không, bây giờ anh đi hát lô tô mày á. Hát bình thường, hát bình thường. Hát cho bác khán giả nghe câu đi. Ở dưới quê làm ăn mà không khác, tôi lên Sài Gòn, tôi bán chuối chiên rồi. Sáu chục nguyên rồi sao? Sáu chục nguyên rồi sao? Trời ơi, ở dưới quê lên Sài Gòn hoài. Dưới quê lên Sài Gòn ta làm bác sĩ, kỹ sư gì. Tự nhiên dưới quê lên Sài Gòn bán cứ chiên. Tới dưới quê nó bán không được vậy. Ông ấy nói chị Thủy cho cái quầy cứ chiên đây luôn nè. Các bạn ơi, thôi bây giờ chúng ta trở lại với bài học của mình là siêu nhện. Siêu nhện tức là tên thương mại là New Time, cho cái tỷ đặt tên chứ. Siêu nhện để bà con dễ nhớ nha. Bên đây của Family Rap là gốc diệt nhện. Còn Urovinin là gốc ung trứng. Urovinin ai mà làm lúa tại biến gốc này. Một cái tên rất là quen thuộc, hấp lao năng nồng. Quý vị nhớ chưa? Hấp lao năng nồng. Quý vị ơi, cái này nè, nó ung trứng nè, nó làm ung trứng không có nhỏ được ha. Thì cái sản phẩm này rất là xài nhiều trên cây lúa của mình ha. Họ được chứng thực thuốc dày cũng có nhiều á, người ta dùng cái này là chính ha. Còn bây giờ thuốc này rất là nhiều rồi. Một cái thuốc này rất nổi tiếng với cộng đồng nông được mang tên là siêu chết. Thường xuyên ta phải đi thăm đồng, tin rằng siêu chết tiền là hay, ai nấy cũng đều khen. Tập đoàn An Nông đã làm ra thuốc tốt diệt rầy, để cho cây trái đơm bông và dương xanh tốt. Ta nhớ thuốc đúng liều lẹ, để cây trồng nằm trái bông đầy. Các bạn ơi, chúng ta xịt thuốc này xịt phải là đúng liều nha các bạn, và xịt đúng chỗ con này có vỡ ở gốc gốc cây. Rồi bây giờ tôi chỉ nói các bạn nghe nè, bây giờ con bích sơn của mình nó được ba con nha, nhưng mà nó lớn thì chúng ta phải dùng thuốc đặc trị nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ qua một lời thuốc nấm bệnh rất là đẹp. À bây giờ chiếu cái măng cô lên nè, chiếu cái bài hát măng cô luôn nè các bạn, chúng ta sẽ cùng hát bài hát măng cô này nha. Chúng ơi, chú lời đi măng cô, bây giờ lấy cái mơ thì phải. Măng cô bây giờ anh muốn hát được không? Ca được luôn nè. Rồi, 2, 3. Dùng măng cô phòng ngừa bệnh nấm, đã có măng cô cây trồng khu sổ nấm bệnh nghe, trái đơm bông cùng đồng lúa thêm canh vụ mùa. Dùng măng cô của tập đoàn An Nông sẽ giúp cho nhà nông luôn đầy đồng cây trái bội thu. Dùng ông làm sao tôi cắn ông chạy dữ vậy. Các bạn ơi, sản phẩm măng cô này sử dụng trên tất cả các loại trồng. Và tại sao cái Thủy lại muốn nói về cái măng cô mà rất là nhiều thuốc bình rất là nổi tiếng, mà chúng ta lại nói về măng cô là một gốc thuốc khá là cũ. Nó cũ nhưng mà nó rất là truyền thống nha các bạn. Sản phẩm này nó giống như là một cái ông bảo vệ không cho người ta vô nhà của mình. Ví dụ như trong giai đoạn ra đồng non, ra đồng bông hay là đón đồng, trong phun nó, phun nó làm cái áo giáp cho cái cây trồng của mình. Khi mà nó đã được phun một lớp măng cô rồi, giống như nó mặc chiếc áo giáp mà nắm bệnh không xâm hại vào được. À, gác cổng không cho thằng ăn trộm vô nhà của mình. Và nếu chúng ta phục phung mò sơ hở và chúng ta đã bị nhiễm bệnh rồi thì măng cô chúng ta không thể xử lý được nha. Không phải là không được nhưng mà nó yếu, yếu lắm, nên chúng ta nhớ rằng là măng cô là phun xịt phòng để nó không có xâm hại bệnh thôi. Còn bây giờ một thằng ăn trộm nó chui vô nhà của mình rồi, ngay lập tức chúng ta sẽ sử dụng Anamin. Anamin gốc hexaconazole
với một cái tên thương phẩm và những từ rất là nổi tiếng là anh viên. Thì công ty ăn nông chúng tôi là có nam nông viên. Sản phẩm này nó sẽ giúp cho cây trồng mình như thế nào, khi cái nấm mình nó xâm hại vô trong cái mô cây, nó sẽ tạo ra những cái vòi giống như là con bạch tuộc gì đó, nó ăn sâu vô cái mô cây và nó sẽ lan mạnh ra. Tùng ơi, tập trung cho công việc. Và bây giờ chúng ta thấy rằng khi cái mango, khi cái hexa thì nó chặt đứt hết mấy cái cánh tay của con nấm và nó không cho con nấm tạo ra một cái lớp màng để giống như cái lớp da gì đó, thì cái nấm bệnh mình nó sẽ khô và nó cuộn xuống, có nghĩa là không nam viên này đuổi cái thằng ăn trộm trong nhà ra. Như vậy thì là mango và nam viên của mình là một cặp đôi hoàn hảo để chúng ta có thể bảo vệ cây trồng của mình. Cái này sẽ trước nha, 5 ngày sau sẽ tăng nông viên. Và đặc biệt cái mẫu nhãn nam viên này của Bích Thủy đang xuất khẩu đi Đài Loan. Công ty Bích Thủy xuất khẩu Hexaconazole rất là nhiều, đi Lào, đi Campuchia, Myanmar, Indonesia và đặc biệt là Đài Loan. Tại sao Bích Thủy dùng chữ Đài Loan, mẫu Đài Loan để bán ở Việt Nam? Vì Đài Loan khi Bích Thủy xuất khẩu vào đó thì Đài Loan có theo tiêu chuẩn của Mỹ. Cái Silectan mà chúng ta làm được ra cái sản phẩm này, đây là nguyên liệu, rồi Silectan là nhũ nè, là dung môi nè, là cái chất lơ lửng đó, gọi chung là Silectan. Thì cái sản phẩm này sử dụng nhập khẩu từ nước ngoài và có những cái tiêu chuẩn đặc biệt. Và sản phẩm này nguyên bản này tùy xuất qua Đài Loan, nhưng đương nhiên là tiếng Anh vào đây tiếng Việt là cái tùy bán của Việt Nam của mình rất là tốt nha bà con. Thì sản phẩm Hexaconazole này của Bích Thủy bán rất là nhiều, trong một năm bán rất là nhiều. Thì hai cái gốc này cộng lại với nhau, chúng ta chỉ cần sử dụng hai cái gốc này thôi là chúng ta có thể bảo vệ được cái mùa màng của mình rồi. Nhưng mà nói như vậy không nghĩa là công ty không có những gốc cao cấp đâu nha. Cao cấp đây, Tenidilisupe là một cái gốc thuốc mà chúng ta thấy rồi, Cortisone cộng với Dicortisone xử lý rất nhiều loại nấm bệnh, chai tròn hay chai vuông gì cũng là một loại thôi, là chỉ là cái chất đóng chai nha quý vị. Nên là chất lượng ở trong công ty là một chất lượng thôi. Thì sản phẩm này trị được rất nhiều loại bệnh. Và cao cấp hơn nữa thì có Minfantop. Có một công ty nước ngoài người ta đóng 2 con Sucumin với một cái tên rất là nổi tiếng, một chai, một loại thôi. Còn ở đây cộng thêm Dicortisone, chúng ta nhận ra là gốc gì chưa? Nó là một phần của Dicortisone đó. Tại vì Dicortisone là Dicortisone cộng với Prodicortisone. Thì ở đây 2 con Sucumin cộng với Dicortisone, thì hai cái gốc này cộng lại với nhau có tác động rất là rộng. Theo như tài liệu thì đọc là 27 loại nấm bệnh trên nhiều loại cây trồng. Nhưng mà Bích Thủy không có muốn bà con xài đâu, thì nó mắc lắm, một chai nhỏ xíu gì thôi 300-400 ngàn thôi chúng ta xài. Mango xịt trước khi mà vừa ra cái trụ bông hay là vừa ra cái chồi chồi non thì chúng ta bảo vệ bằng cách phun mango lên. Và mango thì phòng bệnh thắng thương rất là hay nha. Nếu quý vị coi trên cây ớt nè, cây xoài này, nhưng mà mùa mưa thì dễ bị bệnh thắng thương. Chúng ta phun một cây không phun, chúng ta sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất là nhiều trên khi chúng ta sử dụng sản phẩm mango Z. Và 7 ngày sau thì chúng ta sử dụng 25 viên. Rồi bây giờ là thuốc hóa học, chúng ta lưu ý một điều này: màu xanh 7 ngày cách ly, màu vàng 14 ngày cách ly. Cách ly có nghĩa là không sử dụng, sau cái ngày đó chúng ta mới được ăn hay là chúng ta đem giờ sử dụng. Và bây giờ chúng ta thấy là trên màn hình chúng ta có sản phẩm siêu khuẩn. Siêu khuẩn trên cây lúa là Saturnus gây nên bệnh trái bìa lá. Nắm thì sử dụng thuốc nắm, khuẩn hay sử dụng thuốc khuẩn. Trái chanh của mình bị lõm vô, bị rét vô là cũng Saturnus. Nó có hai con Saturnus và Pseudomonas, nhưng mà Saturnus thì nó phổ biến hơn. Và chúng ta sẽ sử dụng cái siêu khuẩn. Siêu khuẩn thì có Protocol là trị khuẩn, nhưng Thalicidic là phục hồi nhanh cho chồng của mình. Nắm bình và khuẩn có thể pha chung để phun một bình. Nhưng cách pha thì cái bình mình 25 lít, chúng ta phải pha một bên là thuốc khuẩn, quậy đều lên, đổ vô lắc đều trong cái bình nước. Rồi bên này thuốc nắm đổ vô lắc đều. Không được pha chung hai loại bên nắm và bình chung, bởi vì là nó là hai loại thuốc, hai loại muối hóa học, hai loại thuốc hóa học chúng ta học rồi. Hai loại thuốc hóa học có thể tác dụng với nhau. Khi nào chúng ta pha hai cái đó vô, ta cầm cái bình mình pha đó mà nó nóng lên á là gọi là đó, nó bị phân hủy rồi. Khi mà một muối, hai muối hóa học tác dụng với nhau thì nó tạo ra cái muối thứ ba và giải phóng nhiệt, tức là mình rồi vô nó nóng á. Nên các bạn lưu ý nha, khi mà hai cái thuốc chúng ta hòa lên nhau, nó thấy nóng là nó bị hư rồi đó. Rồi bây giờ trở lại với chương trình thì Bích Thủy sẽ được giới thiệu tiếp sản phẩm Green Min. Sản phẩm này rất là quan trọng trên cây ăn trái.
là cái chanh. Vì nó làm nước thân xì mũ. Sản phẩm này ngoài cái chuyện chúng ta phòng nước thân của chúng ta pha theo cái liều lượng nước dòng phun, nhưng mà nó đã nước thân xì mũ mà nặng rồi thì chúng ta phải pha hơi sợ sệt rồi lấy cái cọ quét lên. Quý vị bán cái sản phẩm này lên cây cao su rất là nhiều. Chúng ta biết cây cao su mình có cái miệng cạo á, nếu mà nó bị loét miệng cạo là nó nứt ra cái xì mũ, nó chảy cái mũ ra ngoài, nó không chảy ra cái đường dẫn đi vô cái chén. Thì quý vị đã hướng dẫn lấy cọ đó, chúng ta pha hơi đặc đặc lấy cọ quét lên trong vòng 3 ngày khuôn mặt tịnh liền. Thì sản phẩm này mang xét có mặt đó để ngăn ngừa nóng bệnh tiếp tục tấn công, và metalaxy sẽ ngăn ngừa nứt thân xì mũ, đó là loại thuốc bệnh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi qua thuốc sinh học. Thuốc sinh học thì ít lắm, mới thì bị dị nhanh lắm. Đó là cái gân gân mà xin mời chị Phượng chúng ta sẽ nghe gân gân điều lý không khí. Gân gân hàng dính gốc, thuốc sinh học diệt sâu, cho trái rau trúng mùa, nông dân khỏi lo nữa nè. Tên thuốc là gân gân, tiêu diệt tất cả loài sâu. Đúng rồi, tại sao tôi dám nói tiêu diệt tất cả loài sâu? Những cái thuốc này đơn giản lắm, khi xịt vô là con sâu hay con côn trùng gì nó đều bị ảnh hưởng hệ thần kinh. Mà như chúng ta biết rồi, hệ thần kinh là hệ điều hành tất cả các hệ trong cơ thể, nó sẽ làm việc, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ vận động, con sâu không đi được nữa, hệ bài tiết con sâu không bài tiết chất độc trong cơ thể ra thì nó sẽ bị chết. Rồi hệ tiêu hóa nó không ăn được, hệ tuần hoàn nó không thở được. Như vậy là con sâu sau 3 đến 5 ngày sẽ chết. Thì cái này nó hơi chết chậm chút xíu nhưng mà nó an toàn nha bà con. Rồi bây giờ để khắc phục cái chuyện mà chết chậm mà con không có hiểu, thì cộng thêm với Abamectin. Abamectin đó, Abamectin 37 gram tức là 3 tháng 7. Nhưng mà mình chỉ có Abamectin đơn nha. Abamectin đơn, một cái chai Abamectin đơn của mình nè các bạn. Tập kích, đây. Tập kích là tấn công á quý vị, quýnh lộn á. Này tập kích của chúng tôi 3.6 tức là 37 gram trên lít á, 36 gram trên lít. Thì cái sản phẩm này có hai loại, một chai màu trắng và một chai màu nâu. Nhưng mà cái chuyện đó các bạn nghe nha, tất cả thuốc trừ sâu gặp ánh sáng mặt trời đều dễ bị phân hủy, nên thường chúng ta làm thuốc a chai màu sẵn thì nó sẽ lâu bị mất cái hàm lượng hơn. Màu trắng thì cũng được, nhưng màu trắng là nó không có cản được ánh sáng mặt trời nhiều hơn là cái màu nâu. Nên vừa rồi là có những cái lô hàng có thể đóng chai màu nâu thì 2 năm nó có đáp, nhưng mà chai màu trắng thì mới có 5 rưỡi là hàm lượng nó phụ rồi. Nên là có nhiều người ta thích cho màu nâu là như vậy. Và chúng ta thấy rằng là trở lại cái vi đúc là hai góc gọt lại nè, là Abamectin vị độc và tiếp xúc ha. Rồi còn Amoxicillin là vô cái thần kinh của nó. Thì cái loại thuốc này rất là tốt, và chúng ta phải xài nhất là hai trồng rau màu ở giai đoạn cuối, bắt buộc phải xài cái này, bởi vì không thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, nhất là chúng ta trồng cây mà để xuất khẩu á nha, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là quan trọng nhất, chúng ta sẽ trả về đó nha. Rồi bây giờ thì thuốc trừ sâu sinh học xong rồi thì chúng ta qua thuốc trừ nấm bệnh sinh học. Thuốc trừ nấm bệnh sinh học thì rất là ít và thường thì nó yếu. Bây giờ các chị có một loại thuốc này rất là hay, đó là piano. Chai piano rồi. Chai thuốc piano của chúng tôi là một cái sản phẩm mở từ gốc Orinon, không cần thời gian cách ly luôn, bởi vì Orinon được sử dụng trong nha khoa để chữa răng. Ai đi chữa răng, ví dụ mình sâu răng nha, mà mình bị lấy tủy ra đó, các bạn nhớ nha, không bao giờ nha sĩ người ta tắm liền đâu. Người ta sẽ test cho mình một cái loại bột màu trắng, mà trong đó nó nhỏ mấy cái giọt nước màu vàng đó, mà chúng ta tắm vô bên nhà thơm, hơi cay, hơi thêm chút xíu, đó là Orinon đó. Và Orinon đưa qua đây để làm gì? Khử nấm và khử khuẩn cho cây trồng của mình. Nó hơi mắc tí nhưng mà nó an toàn, không cần thời gian sử dụng, không cần thời gian cách ly luôn. Và vì cái tính năng quan trọng và đặc biệt của mình cũng không có ai nha. Và sản phẩm này tôi đã dùng một cái điều lý trong cuộc Tô Ánh Nguyệt á. Các bạn coi cuộc Tô Ánh Nguyệt nha, cuộc Tô Ánh Nguyệt rất là hay, mà cái cuộc đó các chị coi hoài mà cũng chán. Thích nhất cái đoạn mà chị Lệ Thủy đi vô gặp anh Minh Dương trả đứa con để đi về làm tròn chữ hiếu á. Các chị thích gì vậy, gì vậy, gì á? Dạ hát Giang Minh Dương. Trời ơi, hát Giang Minh Dương ra nha. Giang Giang Giai của anh hai Minh Dương nha. Ủa mà bây giờ ông hát Giang Minh Dương hai đóng giai vậy chị? Cái kêu chị nào mình đóng giai vậy? Đóng đi. Ôi ơi, chị ơi, có chị nào biết hát được Lý Patry không à? Cái đoạn mà chị bị ẩm đứa con vô đó thì chị biết không? Còn đó quý vị nhớ đi nha, quý vị nhắc lại nè. Chị ẩm đứa con vô, bắt đầu đưa cho anh Minh, trời ơi anh Minh nhìn thấy ủng vệ mình xong vô còn đẹp. Tại vì lúc đó là người chia tay, anh Minh lấy vợ rồi đúng không?
Nhưng mà anh Minh không có dám nói chuyện gì hết, nhìn thôi không dám nói gì hết trơn. Thì bà vợ đứng kế bên, còn bà vợ đó đang ở trong buồng, đúng không? Bà đứng ở trong buồng, bà nhét con dao ở trong buồng bà. Sao không đâu? Để... Trời ơi, tôi biết làm gì cái con vợ cũng dễ thương lắm chứ bộ. Lúc tôi đi đòn, ông đậu phụ cũng nhét dao thì đưa trong buồng bà đó. Bà nói nhỏ thì nghe là đó, bây giờ cái đi trồn, dắt vô qua chém cho mấy cái, bây giờ bị ảnh hưởng luôn, đúng không? Rồi bây giờ Thủy sẽ hát cái đoạn đó, mà hát nguyên bản của nguyên lời của Tô Ánh Nguyệt. Xong rồi sau đó là sẽ mời chị Bích Phượng ra dùng cái điệu lý ba chi này để hát cái piano cho quý vị nghe nha. Bây giờ chính hát trước rồi, không Tuấn hát theo nha, hát coi coi sao nha. Bắt đầu cô đưa đứa con đi nè, bắt đầu cô đó nặng đứa con vô gặp anh Minh. Anh Minh, con của anh Minh nè, con tôi bắt đầu anh Minh thấy cô này đẹp gái quá nhưng mà không dám tới gần, đứng xa xa tức giọng hát. Mình vừa hát hổng hối rồi. Vậy lúc này anh Minh vừa vô anh ho lao. Sai rồi chị, lúc mà còn này là trẻ chứ có ho lao đúng không? Ho lao là cái lúc mà già rồi, gần chết mình kiếm chị Nguyễn mới ho lao. Yeah. Anh còn trẻ. Rồi. Bắt đầu anh Minh nhìn thấy chị Nguyễn, anh Minh tức giọng hát đi. Em đứng đứng kế bên anh không nói một lời, rưng rưng nước mắt hoàng hôn ngơ ngác trong tim khô héo, môi cười đôi mắt quầng thâm đang chết trong anh dung thề phụ tình em. Em ơi, từng giọt lệ sầu rơi như từng cơn mưa tưới vào lòng anh, những giọt sầu thương u ẩn khóc nửa đêm để cho anh dỗ dằn lần sau cuối đời. Ca hết mấy cái câu của thần tượng tôi. Ủa thần tượng ông là hay? Thần tượng của tôi là ông muốn cho ôn. Ai mà nhắc tên tí tôi vậy? Ủa cái bà bán chè đâu mà vô đây vậy trời? Ai vậy? Chè mà nhà. Ca sẽ biết bánh phượng cô gái nghe sẽ như chân hút cho ôn. Tôi đang đi ngoài đường tôi nghe ai nói tên ông nhìn tía tôi. Ông nói gì? Ông già nuôi tôi. Phải không? Ông già nuôi. Sao tôi không nghe tía tôi nhắc gì chơi vậy? Ông giấu luôn. Ông phải tôi con nuôi nhưng mà trước khi ông mất cũng cho tôi ba căn nhà. Ba căn nhà thắng được nhiêu? 6 tỷ. Trời ơi, bán được 6 tỷ. Sao ba tôi cho tôi ta? Nhưng mà ông đi làm YouTube ấy, ở YouTube ấy, cái câu cuối cùng ông nói là ba cho con ba căn nhà bán được 6 tỷ. Ba thiếu nợ và dính 10 tỷ trả cho ba. Trời ơi, lỗ 4 tỷ. Này, có ai nói nha. Không có hả? Tối nay giờ bóp cổ ông bây giờ đó. Tôi ngủ có chi hình động không á? Ông già tôi. Rồi bây giờ ông hát cái gì? Hát cũng thần tượng tôi đang thần tượng nhưng mà ông biết là tía tôi là bài ruột là bài gì không? Ông không biết ông hỏi mấy anh chị đây có ai biết không? Bài ruột nói thần tượng mà. Bài ruột không tía tôi. Các bạn ơi, các bạn có biết bài của bác Phúc Trâu hát bài gì mà? Thấy chưa? Thank you.
đi. Ta nhớ thuốc tốt piano nông sản không thừa, thuốc cũng trong trái piano thuốc tốt cho cây, thuốc sinh học không còn lưu trong nước và đất đâu. Mong giá cao xuất khẩu cho dân mình an tâm. Quý vị nhớ nha, muốn giá cao chúng ta phải xuất khẩu, muốn xuất khẩu tuân thủ những quy định của nhà nước là không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Chị Phượng ơi trở lại sân khấu đi, bởi vì nãy giờ mình nói sâu mình bỏ chưa nói phần. Quý vị sẽ nghe điều lý cái mơ mình nó có ba loại phân cần thiết cho cây trồng của mình. Quý vị để ý nghe trong bài hát em có ba cái phân. Dùng bo kem làm qua đậu trái, chống rụng trái non, đất trồng tươi sớm vì nhiều có khen kỳ, thiệp vườn rau tốt lúa sai đặng hoàng, và cứng cây trái giòn ngọt ngon, phân bón của An Nông giúp lúa vàng đồng rau trái bội thu. Quý vị ơi, trong bài hát thì có ba sản phẩm, phần thứ nhất là bo kém. Bo tức là trong đó có mặt của bo ron, là một cái gốc thuốc thân một gốc phân, và chúng ta có thể làm tăng được cái phấn hoa để thụ trái nhiều. Chúng ta trồng rau thì chúng ta sẽ phun cho cây cà nè, cây mướp, cây hồi bí, cây ớt, là những cái cây chúng ta phải phụ phấn, phấn đục, phụ phấn dung loãng thì nó mới đậu trái á, thì là bo kém, hoặc là bo rulus, hoặc là ăn hết bo cũng được. Rồi bây giờ cái vườn cây hay vườn rau của mình lâu ngày đất nó bị tụt cái pH thì chúng ta sử dụng cái genki hay là HKC đều giống nhau nha, nó là hai tên thương mại thôi. Thì chúng ta thấy đây là một cái lần phân gà nhập khẩu từ Nhật Bản mà đã được qua chế biến rồi, nguồn gốc của phân hữu cơ là có thể làm lá, có thể làm phân gà, là những nơi có rất nhiều vi khuẩn và nấm bệnh, thì đó chúng ta phải qua một cái quá trình để cho nó được trong cái nhiệt độ là 80 độ C và ở trong vòng 60 ngày để trị hết tất cả các mầm bệnh và ghép men vào. Men này sẽ giúp cho đất tơi xốp, bộ rễ phát triển cực tốt. Chúng ta đọc thấy cái pH của nó là 8. Cây trồng của mình cần độ pH bao nhiêu để phát triển, các bạn biết không? Tức là 5 nha. Nếu mà dưới 5 thì cây nó sẽ còi, nó sẽ bị không phát triển được. Và pH 8 này để giúp cho đất của mình bị lâu ngày bị chai này, nâng độ pH lên và đất bị phèn đó, chúng ta dùng oxit canxi cũng được, là CaO đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng HKC hay là gen kia cũng được, và độ ẩm 21-28% rất là quan trọng để cho cái bộ rễ đất cung doanh bộ rễ của mình lúc nào nó cũng tốt. Đối với cây lúa 250 kg đến 300 kg cho 1 hectare sau khi làm đất. Đối với rau ăn lá chúng ta ngâm 10 kg cho 5 thủ tinh nước, sáng nay chúng ta tưới và lấy cái bã bỏ lại xuống dưới đất thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và đối với các loại cây trồng lớn khác chúng ta sẽ đào quanh gốc để đưa chúng nó là 2-3 kg tùy theo cây lớn hay nhỏ thì để cải tạo đất xung quanh cái cây trồng của mình. Và cuối cùng là cái thủy giới thiệu của chị là sản phẩm cứng cây, là một sản phẩm tuy là phân bón nhưng mà nó có khả năng chống chịu được sâu bệnh. Đầu tiên là kali thì chúng ta biết rồi, nó là một chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng ở giai đoạn cuối để tăng chất lượng của cây trồng. Canxi dùng cho cây trồng của mình nó sẽ giòn và nó đỡ cái sự dai của hàm dọc, cũng như là nó sẽ là giống như là mình trồng cây kia kia, mình trồng cây chanh á thì là cái nước nó nhiều và nó giòn ngọt, giòn và thơm. Và chúng ta lưu ý là nó làm cho cái lá thẳng đứng là quang học hai chiều, tạo ra nhiều enzyme và protein. Cuối cùng là chúng ta thấy là sản phẩm silic là một trong những cái gốc thuốc rất là quan trọng, nó đóng mở cái lỗ khí cổng, nếu mùa nắng bay hơi nước nhiều nó đóng lại, mùa mưa nhiều quá đóng lại, không làm cho cái lá bị thối nha. Rồi triclosan là một chất làm cho kích được cái hệ gọi là cái hệ kháng thể trong cây, giống như người của mình vậy đó, nếu chúng ta khỏe là kháng thể chúng ta cao, không bị cảm cúm thì cái cây trồng cũng vậy, nó phải có cái kháng thể để nó chống chịu lại những thời tiết. Cái thứ gì thì bộ thuốc của tập đoàn An Nông thì rất là nhiều, không có thời gian để nói hết cái việc giới thiệu một số cái sản phẩm đặc trưng thôi. Và Bích Thủy, anh Khánh Tuấn và chị Phượng đã đem đến cho chị một cái buổi giới thiệu thuốc rất là vui, và mong rằng quý vị sẽ giúp cho tập đoàn An Nông có mặt ở thị trường của mình dài lâu bằng cách là sử dụng thuốc của tập đoàn An Nông. Thay mặt cái đoàn An
nghệ Bắc Sơn từ cuộc tập đầu mong với chị, xin chúc quý vị một buổi chiều thật là vui vẻ và xin hẹn gặp lại quý vị.